Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Trên màn hình mọi người đang xem, đó là cái mẫu chữ 3D. Cái mẫu chữ 3D được mình tạo ra từ cái app B-Select nha mọi người. Thì trong tất cả mọi người chúng ta, nếu ai yêu thích những cái mẫu chữ này, thì hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên và đi thẳng vào nhà em B-Select luôn nha mọi người. Ok. Và rồi ok, sau khi cầm chiếc điện thoại lên để đi đến nhà em B-Select thì mình ghé qua đây. Ghé qua đây ta lụm một cái mẫu gỗ như thế này nha mọi người. À thì ra là mình lụm nó trúng chữ U. Ví dụ đi ha, đại khái. Rồi. Đã vào thẳng nhà em B-Select luôn. Không có gì hết. Đó. Rồi. Cái mẫu chữ của ta để đứng đó. Rồi, tiếp đến nè, ta vào đây. Inbox đây ta bật nó lên. Đó, để y nguyên nha ngang mọi người, không có làm bật nó lên để y nguyên nha ngang chứ không có làm động đậy gì nó hết nha. Đó, sau khi bật inbox lên là mọi người để y nguyên, nó không có động đậy hết, động đậy là mình không có chịu trách nhiệm nha. Đó, đồng ý cho nó. Rồi. Tiếp đến ta vào 3D nè, đó. Bật 3D lên. Đó. Rồi. Thằng này mình biết động đậy nè nha, bật 3D lên mới động đậy. Rồi, ta chuyển nó ha, ta chuyển nó về cái tính năng này. Thì bây giờ chuyển nó về tính năng này thì ở đây. Nếu mà ta muốn để dày mỏng thì ta để chỗ này, tùy theo nha. À, tùy theo ta muốn cho dày thì ra. Đó, lấy một ví dụ cho mình cho nó mừ đi, đại khái ha. Rồi, tiếp đến ta cuộn lên. À, ta cuộn lên nha. Cái dòng đa kênh này thì để đó, từ từ tính sao đó, ha, tính năng đó từ từ tính sao đó. Thì bây giờ ta muốn cho ta muốn cho nó xoay ở đâu ta xoay đó, muốn cho nó xoay qua chỗ nào cũng được nha. Đó, ví dụ cái việc này là tùy theo mọi người. À, cái việc này tùy theo mọi người. Sau khi ta có cái mẫu gỗ như vậy rồi thì cái việc đó theo mình thì mình cho nó ở đây, ví dụ ha. Đó, tùy theo nha. Đó, rồi ta cuộn xuống dưới nữa, tiếp xuống dưới nữa thì tại đây nó có cây đèn nè. Đó, mọi người muốn xây cho nó như thế nào thì xây. Đó, cái việc căn chỉnh này là tùy theo mọi người nha. Đó, rồi đại khái là mình cho nó cỡ này đi. Rồi tiếp đến này, ta làm việc dưới đây, đây cái này ta muốn cho nó sáng ha, thì ta đẩy nó về. Ta muốn cho nó sáng thì ta đẩy nó về, đẩy nó về là nó sẽ sáng ngay. Đó, nó sáng ha. Sáng quá thì nó không kịp với màu gỗ nè, thấy không? Đó, nó vừa thôi. Còn ví dụ nếu ta kéo ra thì nó đen quá, cái chữ ta không đẹp thì ta cho nó khoảng cỡ 20 tới 30 là vừa, thấy không? Đó. Đại khái là nói chung là cái việc cân chỉnh theo cái này, cái việc cân chỉnh này nó mình đã làm từng bên slide, mình đã nói là mọi người là không có một thông số nào nhất định hết. Đó, cái tính năng đó mình chia sẻ với cái tính năng vậy thôi, còn tùy theo mọi người cân chỉnh đó, thấy không? Đó. Còn cái ngọn đèn này, đó, ta muốn xoay tùy theo. Đó, đó cái này. Đó, ta muốn xoay nó xuống dưới này cũng được. Đó, ta muốn cho cái 3D nó nghiêng ngã về đâu cũng được nha. Đó, ví dụ tùy theo mọi người nha. Đó, ta muốn cho nó nghiêng ngã tùy theo. Ha, muốn cho nó qua đây thì cho nó qua đây. Đó. Muốn cho nó xoay lại đây thì nó xoay lại đây. Nói chung là muốn ở đâu thì nó sẽ đi đó. Ha, đó. Ví dụ như theo mình. Đó, thì mình để cỡ này. Đó, cho cái chữ ta cỡ này là ok nha. Đó, thì theo mình. Đó, cái này là theo mình nha. Còn mọi người muốn chọn sao là mọi người chọn. Rồi. Còn đó mình đã nói là cái này nè, ví dụ như mình muốn cho nó lên quá thì nó đó, ha, nó ra nữa. Đó là cái 3D nha. Rồi ví dụ chẳng hạn như mình để nó khoảng chừng 9 10 thôi, còn ta ví dụ muốn cho mỏng thì cho mỏng tùy theo nha. Đó. Đó cái này là 3D. Ví dụ như, nếu mình làm theo cái mẫu chữ này thì cho nó lên cỡ 14 thì nó nhiều lắm, cỡ 9 10 là vừa, ha. 11 còn cao lắm, ha. Đó, cỡ 9 đi, đại khái. Rồi. Đồng ý cho nó, ha. Rồi ta trở về lại cái inbox, bắt đầu bây giờ ta mới làm việc với inbox nè. Thì bây giờ ha, mọi người thấy mọi người muốn cho cái nét này nè, muốn cho cái nét này nè, cái viền này nó bo tròn hơn thế nữa ha. Thì ta lại vào đây, ta kéo về đây thì cái chữ của ta đã nó nhẵn thính lên rồi, thấy giờ đó nó bo tròn lên vào đây, nó bo cái góc tròn lên ha. Thì làm gỗ thì bo tròn hay là không muốn bo tròn tùy theo đó. Tại bây giờ mình đem bây giờ mình làm thợ mộc mà ha. Đó, còn ví dụ như ta muốn cho nó thẳng, ta nó về đây đó, nét ra nó đó, nó thẳng lại, nó thẳng ha. Cái nét nó sắc nét lại, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm đồ gỗ mà bo tròn nó mới đẹp nha, thì cho nó lên cỡ 60 70 thôi đó. Thì bây giờ kéo lên tới đây thì mọi người thấy chưa, ta có cái viền nè ha, đó cái viền nè, nó sáng chưa, đó cái viền lên nè ha, đó cái viền nó qua đây tiếp đến ha. Thì cũng đây mọi người tùy theo cái ngọn đèn này mọi người cân chỉnh cho nó
Đó. Nói chung là mình đã chia sẻ với những cái tính năng thì nó như vậy, còn ví dụ như mọi người đó, cần chỉnh như thế nào thì tùy theo mọi người nha. Đó, nếu đồng được rồi thì người ta ok nó tùy theo. Đó, mình đã chia sẻ thì cái tính năng nó vậy, nhưng còn tùy theo mọi người cần chỉnh nó như thế nào thì mình không biết nha, tùy theo tầm mắt của mọi người nữa nha. Đó, ví dụ thấy không? Đó, ta kéo cái ngọn đèn này, nó canh chỉnh nè, nó canh chỉnh cái ngọn đèn này. Đó, thì canh làm sao ví dụ theo cái ý của mọi người. Đó, theo ý mọi người ok là được rồi. Ha, rất đơn giản thôi mọi người. Đó, rất đơn giản một tí xíu là ta có được một cái chữ 3D ngon lành chưa? Đó, ha. Tùy theo mọi người muốn tối thì cho nó tối nè, muốn sáng thì cho nó sáng nè, đó, muốn viền thì cho nó viền theo cái ngọn đèn này ta canh nó nha. Đó, ok chưa? Đó. Ha. Đó. Thì canh mình đã nói như này là trong BC nó không có một cái thông số nào nhất định hết. Đó, ta cứ canh chỉnh làm sao cho nó chuẩn là ok. Đó, mình lấy ví dụ chẳng hạn như đây. Mình thấy cái màu đen này nè, nó sọc 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 đó, cái chữ ta chưa đẹp quá. Thì ta lại đồng ý nó, ta lại vào 3D lại, ta canh chỉnh đó, cứ hai cái đó mấy cái tính năng này ta theo mấy cái tính năng này ta canh chỉnh cho nó ok nha. Ví dụ như cái dòng Daiken này ha, ta muốn cho nó sáng nữa thì ta lui nó về đó, ta lui nó về đó. Đó. Còn ta muốn cho nó tối thì ta kéo ra thế thôi đó, thấy không? Đó thế thôi đó, thấy chưa? Bây giờ mọi người thấy nè, nó có cái sọc 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 đây là nó không đẹp nè, thấy không? Đó. Nói chung là làm cái việc này phải tỉ mỉ nha. Đó nó mọi người đó, nó sập sập đây nó không đẹp nè. Ta chỉnh lại bằng cái ngọn đèn này lại. Ta vào 3D. Ta kéo thẳng nó xuống dưới. Nè, ta chỉnh cái ngọn đèn này lại nè, cái ngọn đèn này nè. Đó. Đó. Giờ nó sáng quá nè. Nó sáng quá là nó sập nè, thấy không? Đó. Đó. Mọi người cứ kéo. Thấy không? Đó, mọi người cứ kéo kéo cần chỉnh làm sao tùy theo đó. Hồi nãy mọi người thấy chưa, hồi nãy là cái viền á nó nằm bên đây, nó nằm bên đây, bây giờ mình kéo cái ngọn đèn lệch sang thì cái viền nó nằm bên đây, tùy mình đã nói ha, tùy rồi đến đây á, là mọi người tùy theo cần chỉnh nó làm sao cái chữ nhìn sao cái chữ của ta nó đẹp thì ok nha. Rồi ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc, chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người. Đó bây giờ đây mình đã xong à, đã xong được một cái chữ là hoàn thành xong cái chữ ha, rồi đó đồng ý nó, còn cái việc lưu lại ha, thì quá ok với mọi người rồi đúng chưa? Rồi à, sau khi xong thì bây giờ ta tạm biệt ha, với em BC Lát nha mọi người, xong việc với em là anh thoát ra thôi, ok.